Nhưng mà theo như chị trực tiếp ở đây nhá, là một khán giả trên kênh của em và cũng là trực tiếp ở đây rồi, thì chị thấy cái ý tưởng mà làm con đường này nó có hợp lý hay không? Hợp lý. À, làm thì đẹp quá nhưng không, mà chẳng quá. Đấy cho nên em phải hỏi, nhưng mà cũng nhiều người nói là không nên phá cái tự nhiên, nhưng mà không. Dạ. Em ơi, nên một cái là mình làm cả cột điện cột đồ nó đẹp lắm. Vâng, về đây có chỗ để đi lại rồi check in nha. Ví dụ ai muốn, người ta muốn đi tham quan thì người ta đi vòng quanh hồ là vẫn đẹp lắm á. Mà đi bên kia là nhìn sang cốc của thầy đẹp lắm. Dạ. Nếu mà có điều kiện mà làm đây thì quá đẹp. Vâng. Thật sự luôn. Không, nên làm, nên làm cho nó đẹp. Làm được là tốt. Làm cái đường này thì nó còn vất vả hơn là em làm con đường này, con đường. Đúng rồi. Con đường này 300m thì vật liệu nó chuyển từ trên kia xuống là rất là vất vả. Đúng rồi. Bởi vì ở đây là không không xe nào đi được. Đúng rồi. Nếu mà làm ở đây thì bắt buộc phải đổ vật liệu ngay cái ngoài đầu đường, chỗ để xe máy ngoài đây. Đúng rồi. Xong bắt đầu là rùa từng xe rùa một. Chứ, bởi vì ở đây là không có cái xe nào đi vào cái khu vực này được. Sẽ rất là vất vả. Mà cái đường, cái đây, cái bờ này nó to không biết bao nhiêu mét được vân. À, bề ngang nó được hơn 2m. À thế thì phải. Hơn 2m thì em cũng đổ 1m như cái đường này thôi. Đúng, đổ vừa thôi, còn đâu là mình làm. Cái đường này thực sự ra đợt em làm thì nó cái thời điểm nó đang mưa mà rất là đúng rồi, mưa dầm mà, mưa to mà. Vật liệu từ trên kia mà rùa xuống đây công nông không đi được. Đúng rồi. Rất là vất vả làm con đường này. Biết à, ngày nào cũng xem, chỉ theo dõi từ đầu đến cuối luôn đó. Vâng. Theo dõi làm lùng này nọ thì theo dõi nhé. Đấy, cho nên là thân mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của em dâu. Thì hiện tại em dâu đang ở trước mặt công ty của anh Tuấn. Ngày hôm nay em sẽ đi qua cái khu vực nhà anh Tuấn. Anh Tuấn đang mở cái công ty Thiên Đình Tuệ. Từ nhà anh Tuấn mà đến nhà cha mẹ của anh Tuấn là cha mẹ thầy đấy, thì nó rơi tầm 200m của chú anh chị ạ. Đó. Đây, trước mặt của chú anh chị đây là cái công ty của anh Tuấn. Đó. Công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ. Đấy. Đang chuẩn bị hoàn thiện được của chú anh chị ạ. Bây giờ em dâu sẽ dẫn khách đi qua nhà cha mẹ thầy. Xin mời quý chú anh chị đi theo chân của em dâu. Trên cái video của em dâu thì xin chúc toàn thể cô chú anh chị cũng như các bạn đang xem cái kênh của em dâu có một ngày mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trước mặt của em dâu đây là nhà cha mẹ thầy. Đó. Thì như em dâu nói là từ nhà anh Tuấn đến nhà cha mẹ thầy thì khoảng 200m. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì trước mặt em dâu là bà cũng là trước mặt cha mẹ thầy đây, thì cái nhà này cũng là rất là nhiều ô tô đang đậu đây, biển 43 và biển 81 đó. Đây là khu vực nhà cha mẹ thầy đây của chương trình đó. Bây giờ em dâu dừng ở đây để đưa khách vào trong. Sau khi em dâu đưa khách vào nhà cha mẹ thầy thì lên cốc. Bởi vì trong khu vực nhà cha mẹ thầy thì không cho quay video. Thế nên là em dâu không thể quay video trong đấy của chú chị nhá. Em là dâu chỉ quay ở khu vực bên ngoài thôi. Ngay bên cạnh nhà cha mẹ thầy thì cũng rất nhiều của chú chị bán các cái đồ như là khăn, áo phân tảo, như cái đồ mật ong. Và rất nhiều cái hàng nông sản. Khu vực Gia Châm này thì có một cái điều đặc biệt là trồng những cái cây sầu riêng và những cây chôm chôm thì rất chi là ngon, rất hợp với cái vùng đất ở trên đây. Cái vùng đất trên đây là đất pha cát cho nên là trồng những cây rất là ngon, hoa quả rất là ngọt luôn. Đây là những cái vườn chôm chôm này của chú chị này đó, chôm chôm với sầu riêng. Từ đây mà đi qua cốc của thầy thì còn khoảng gần 2km thôi nha cô chú chị. Bây giờ xin mời cô chú chị đi theo chân của em dâu từ nhà cha mẹ thầy đến cốc. Suốt cái hành trình em sẽ quay lại cho cô chú anh chị biết được. Đây là cà phê Gia Châm là của công ty anh Tuấn. Một cà phê rất là xanh. Phía xa là những cái cây muồng mà có những bông hoa rất là đẹp của chú chị này. Đó, em đưa sẽ quay những cây muồng vàng của chú chị xem.
đẹp luôn. Mấy ngày hôm nay cái thông tin mà nói là thầy Minh Tuệ đã về Gia Lai, rất nhiều cô chú cũng gọi điện cho em dâu và hỏi là thầy đã về chưa. Đấy. Và thực tế là thầy có về không? Thì cho đến thời điểm hiện tại thì em dâu cũng nói với cô chú chị là thầy chưa về nha cô chú chị. Cô chú chị cũng không nên nghe những cái lời đồn, rồi những cái thông tin nó không được chính thống, rồi gây hoang mang, rồi thì rất nhiều người đã kéo về. Thì em Lâm cũng đính chính cho cô chú anh chị biết là thầy chưa về nhé. Đó, trên đường vào hai bên là cà phê rất là nhiều luôn. Rất nhiều chú chị ở các nơi về. Bây giờ em sẽ xuống dưới khu vực cốc. Hai bên là những cái cánh đồng lạc, cánh đồng đậu phộng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Các cô ở nơi xa đã về đây đánh lễ, đang ngồi nghỉ ngơi. Em dâu đã đến đầu cổng cốc từ nhà cô chú anh chị. Không gian rất là đẹp luôn. Ô, bên kia câu cá kìa. Đó, xa xa là rất nhiều người đang câu cá kìa. Em zoom lại cho cô chú chị xem đó. Con hồ này rất là dài nha cô chú chị. Đây là gọi là hồ Gia Châm. Và khu vực cốc của thầy đây là đuôi hồ nha cô chú anh chị. Đó. Xin mời chú chị đi theo chân của em dâu đi vào thông cốc. Hôm nay em Thìn đã phát cỏ xuống tới đây rồi. Em Thìn đang ở trong cái phát ở hai bên thì rất là sạch. Em chào chị nhá. Chào chị. Ở dưới cốc có người không chị? Có. Dạ. Đó. Hôm nay em dâu lại đi bằng cái con đường ở bên ngoài này, con đường đất của chú chị, đi xuống cốc của thầy bằng con đường đó. Và một chút em lại đi lên bằng con đường ở bê tông. Con chào bà nha. Chào mấy chị nha. Vâng ạ. Đang cho cá nè. Ồ, cá. Đấy, cô chú chị nhìn thấy cá rất là nhiều nha. Mấy chị đã mang cám từ nhà đến cho cá đấy. Ồ. Nó khôn lắm nha, cứ nghe tiếng động nó bắt đầu nó vây ấy. Thì ở đây nhiều người cho ăn nó cũng quen rồi. Ừ, nó quen rồi, mà toàn cá rô phi thôi. Quá. Cá chấm, cá chấm ở dưới nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng nổi lên đây mà nó ăn đấy. Đu đen đây luôn. Cô đâu tới cô? Ở phố. Cô trên phố xuống à? Ừ. Đó, ui giời. Cái cháu cô ở đâu? Cầm đồ ăn, con ở đây luôn. Cho cá. Ở đây luôn à? Dạ. Thế bây giờ cô không xem kênh con à? Không. Dạ. Kênh này tên gì? Dâu Vlog. Xe vẫn nút à? À vậy chắc có. Chắc có đấy. Dạ. Ừ. Nó quay vòng tròn kìa. Ừ. Như cái này như cá bao khổ á. Đẹp nhở. Tối nay cô về lên kênh của dâu Vlog xem có cô nhá. Ừ. Dạ. Chiều nay rất là mát của chú chị ạ. Dạ. Dâu Vlog. Chào chú nhá. Dạ. Đấy, à, nay có mấy con ở xa rồi đến. Tôi tới ạ. Ừ, rồi tôi.
Thì các cô đang cho cá nha cô chú anh chị. Buổi chiều này mát quá nha. Đây này áo bỏ đây lại quên đồ đây này, nhiều người đến đây cẩn thận không lại quên. Áo quá. Dạ. Dạ. Ồ, cá bơi từng đàn một rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Quá tuyệt vời luôn. Giải tán rồi đấy. Hồ rất là đông luôn. Cá nhiều. Bơi ra lại bơi quăng vào lại rất là đẹp. Chị về luôn à? À. Con chào bà nhá. Thì cái video trước em dâu cũng nói rồi. Thì cái giải pháp là chuẩn bị em dâu cũng đang định tính là làm hết cái con đường ở bên kia này của chú anh chị này. Phát cỏ đi thôi. Và kè lại làm. Thì hôm qua đã đo lại rồi thì hơn 200 mét. Nếu mà kể cả đây là hơn 200 mét luôn của chú anh chị ạ. Nhưng mà cũng em thì đang bận cho nên cũng chưa bạn tính được là như thế nào. Và thầy Hùng cũng đang bận một số công việc thì cũng chưa ất giáp được. Đó. Thì em dâu cũng thông báo cho chú chị ở trên kênh biết vậy. Để khi nào thầy Hùng ất giáp được cái công cán hay như thế nào thì em dâu sẽ báo cho Mạnh Thường Quân biết. Đó, cái con đường này thì đi từ đây, sẽ làm từ đây đi vòng qua đây qua đây qua đây. Đó, đi suốt thằng kia kia. Và nếu làm xong mà lắp những cái bóng năng lượng ở quanh bờ hồ này thì rất là đẹp đấy cô chú anh chị ạ. Không biết là cái dự án này có thành công hay không thì em dâu cũng chia sẻ cho cô chú anh chị ở trên kênh biết được như vậy thôi. Còn cái vấn đề là có thành công hay không thì em dâu cũng chưa nói trước được. Đó, em dâu xuống quay từ phía dưới lên cho cô chú anh chị xem. Ồ, đây những cái đàn cá nhỏ rất là đẹp luôn. Nước ở đây là rất là trong xanh luôn cô chú anh chị nhá. Rất là sạch, đẹp. Ngày nào cũng xem kênh của em luôn à? Rồi, dạ. Của em này, Nô này, rồi Chi dạ. Này, rồi thì Hoàng Sáu thì bữa nay ra ngoài kia rồi. Dạ. Rồi thì gì nhỉ? Bữa nay là có Phong Zin. À, Phong Zin nữa. Ừ. Kênh của em Bút Thìn nữa. Bút Thìn. Dạ. Rồi còn bữa nay còn lên thêm kênh Cốc Thầy Minh Tuệ. À. Rồi thì đạo chỗ ở bên Sư Bá. Dạ. Cũng nghĩa kênh nào chị cũng có hết á. Chị ở đây hay đâu? Chị ở bên Đắk Đoa. Ở mãi Đắk Đoa sang đây à? Sáng nay là thứ ba rồi. Lần thứ ba luôn rồi. Sáng nay thì mát mẻ chị nhỉ? Đúng rồi, hôm nay trời mát thật mà. Quá mát luôn. Để âm u cho nó không nắng mai nóng nắng mà không mưa. Mình đi là trời Phật phù hộ cho. Đi đường mát mẻ, đi sáng đây bây giờ mới có nắng này, đi đường không đi nắng nào hết á. Đi sang đây mát mẻ. Em đang định tính cái dự án là làm hết cái con đường. Đúng không? Đường bê tông để em đổ hết xung quanh cái bờ hồ này. Rồi, làm đổ vòng sang đầu bên cái bồ đề bên kia đúng chị rồi, ạ. Xong rồi là... Nhưng mà cái kinh phí thì chắc là cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái bờ kè của cái hồ này là bắt buộc phải xây bờ kè. Đúng rồi. Xong rồi lại phải làm lan can. Nếu không làm lan can thì các cháu nhỏ đi vô tình đúng. Mà xuống hồ bị làm sao thì cũng được. Vâng, đấy. Cho nên là đang lên kế hoạch toán là như vậy. Thì nói chung là cái dự án này thì cũng có một một anh với một cô ở bên Mỹ. Đúng rồi, cũng có ý định là nếu mà làm ấy, khi nào làm thì báo cho anh đó với cô đó và để xem thầy Hùng thấy hoạch toán cho mà cái con đường hết khoảng bao nhiêu tài chánh lên khoảng bao nhiêu thì bắt đầu mới báo cho cô với anh ấy. Làm mái hiên ở trên chỗ nhà thì đúng không? Không, em đang làm cái nhà vệ sinh xong rồi. Vâng, chị biết rồi nhưng mà nhà trên chỗ nhà thì đang làm cái ấy mà. À, đang làm cái mái hiên rồi. Đang làm cái chỗ đây để vâng. Đây cái đường này đi lên thì có nhà vệ sinh em làm ở trên đây rồi. Ôi, đang bảo làm mấy cái biển ở đây mà chưa làm. Dạ. Yeah. Không nhiều người xa đến cũng chưa biết. Không bỏ ngày nào hết á. Dạ vâng. Ngày nào thì cũng có hết á. Dạ. Từ ở đây lên là chị chưa đi đường này nhưng mà chị biết đường này.
đó là chị biết vẫn xem mà vẫn xem người ta không xem nên là chị định hướng xuống một cái nó một mạch không cần đúng ngày coi biết là ngày nào cũng coi cứ mở tivi đến điện thoại cứ suốt ngày vậy á mở coi à. Hôm qua thấy Linh nó kêu là làm cái máy á, tối qua Linh nó lên like á, nó kêu làm cái máy trên máy vòm ở trên ấy cho khỏi mưa nắng. Nhưng mà theo như chị trực tiếp ở đây nhá, là một khán giả trên kênh của em và cũng là trực tiếp ở đây rồi, thì chị thấy cái ý tưởng mà làm con đường này nó có hợp lý hay không? Hợp lý. Cảm thấy đẹp quá nhưng không, mà chẳng quá. Đấy cho nên em phải hỏi, nhưng mà cũng nhiều người nói là không nên phá cái tự nhiên nhưng mà không. Dạ. Em ơi, nên một cái là mình làm cả cột điện cột đồ nó đẹp lắm. Vâng, về đây có chỗ để đi lại rồi check in nha. Ví dụ ai muốn người ta muốn đi tham quan thì đi vòng quanh hồ là vẫn đẹp lắm mà. Mà đi bên kia là nhìn sang cốc của thầy đẹp lắm. Dạ. Nếu mà có điều kiện mà làm đây thì quá đẹp. Vâng. Thật sự luôn. Không, nên làm cho nó đẹp. Làm được là tốt. Làm cái đường này thì nó còn vất vả hơn là em làm con đường này. Con đường này 300m thì vật liệu nó chuyển từ trên kia xuống là rất là vất vả. Đúng rồi. Bởi vì ở đây là không xe nào đi được. Đúng rồi. Nếu mà làm ở đây thì bắt buộc phải đổ vật liệu ngay cái ngoài đầu đường, chỗ để xe máy ngoài đây. Đúng rồi. Xong bắt đầu là rùa từng xe rùa một. Đấy, bởi vì ở đây là không có cái xe nào đi vào cái khu vực này được. Sẽ rất là vất vả. Mà cái bờ này nó to không biết bao nhiêu mét được dân. Bề ngang nó được hơn 2m. À thế thì phải. Hơn 2m thì em cũng đổ 1m như cái đường này thôi. Đổ vừa thôi, còn đâu là mình làm. Cái đường này thực sự ra đợt em làm thì nó cái thời điểm nó đang mưa mà rất là. Đúng rồi, mưa dầm mà, mưa to mà. Vật liệu từ trên kia mà rùa xuống đây công nông không đi được. Đúng rồi. Rất là vất vả làm con đường này. Biết à, ngày nào cũng xem, chỉ theo dõi từ đầu đến cuối luôn đó. Vâng. Theo dõi làm lùng này nọ thì theo dõi biết. Đấy, cho nên là trước thì cũng xuống đây mới được khá. Hôm mùng 6 tháng trước là cũng có đi sang đây, chị đi đám cưới ở bên xã kia, chị vào đây. Chị vào một lúc chị đi lên, hôm ấy cũng mưa. Chị vào xong rồi chị lại đi. Cái những cái ghế đá này là Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em tài trợ này. Đúng rồi. Còn 30 mấy chiếc ghế đá kia là có một anh ở bên Anh Quốc, anh cũng giấu tên. Anh bảo là anh muốn làm A La Mật, anh muốn làm để đúng cho rồi. Chư thiên biết thôi chứ không cần phải ai phải biết. Cho nên chị không, anh chị là không cho đọc tên. Và anh bảo là bao nhiêu chiếc ghế, bao nhiêu tiền thì bảo anh. Đơn vị nào làm như thế nào thì bảo cho anh. Vâng. Kể cả những cái cây đèn năng lượng này anh cũng tài trợ hết này. Cái con đường ở ngoài kia là 13 cái bóng điện là cũng một chị ở bên Úc. Đúng rồi. Đấy. Đó, chị cũng tài trợ. Ngày nào em lên em em nói là chị cũng nghe hết. Dạ vâng. Cảm ơn các chị đã ủng hộ kênh của em. Chị không đăng ký cái mà. Vào chị đăng ký luôn của anh ấy, chị vào coi cái lần đầu tiên là chị đăng ký. Chị biết là quay ở dưới cốc thải là chị đăng ký. Đó. Đăng ký. Có nghĩa xuống đây là nó không có mạng như quần ở nhà là chị có hết các kênh của mấy ai cũng có mấy YouTube quay ở đây là chị đăng ký hết mà. Mình coi mà. Mình coi mình để mình theo dõi nhá. Chứ cũng không có nữa. Mình theo dõi để mình biết tin tức hàng ngày rồi không biết mình cái đồn là thầy về mà không biết khi nào về thì chưa biết. À thì cái thông tin nó cũng chưa chính xác đâu chị ạ. Chưa chính xác. Nên thôi thì mình cứ nói chung là cái thông tin mà người ta cứ ồn là thầy về nên nhiều khi là nó sai rồi người ta cứ đến thì là cũng tội người ta. Ngày hôm qua là sáng sớm ngày hôm nay có mấy xe Sài Gòn nó về đến đây rồi. Bởi vì nghe thông tin là thầy về. Đúng rồi, sáng thấy nâu quay mà. Sáng thấy coi nâu quay mà. À thì bây giờ em dâu xin quay nốt lại cái đoạn ở trên khu vực trên này cho cô chú chị xem là cái cây bồ đề nó phát triển như thế nào. Thì một xíu nữa em sẽ đi ra sân bay để đón một người chị ở ngoài Hà Nội vào đây. Chị vừa điện cho em dâu rồi. Đó. Em dâu sẽ quay lại cây bồ đề cho cô chú chị xem nha. Rất nhiều cô chú chị cứ hỏi là sao em dâu không quay cây bồ đề kỹ cho chị xem. Đấy, thì hôm nay em lại quay tiếp. À, anh Lâm anh đã che lại rồi cô chú chị ạ. Bởi vì nhiều côn trùng ăn quá. Mà kỳ lạ nha, cây của em trồng ở dưới thì không sao mà cây trên này là côn trùng ăn ghê luôn. Đó, côn trùng ăn hết lá luôn của chú chị này. Ăn chui đầu cành luôn này. Đó. À, anh Lâm rất là cẩn thận, rất là chú đáo trong cái việc chăm sóc cái bồ đề. Còn cây của em này, cô chú chị nhìn này. Ồ, lá rất là xanh tươi, không một con sâu nào ăn nghe chưa. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Đó.
hiện tại đang ở sân Nhâm Thìn. Các bác thợ vẫn đang hàn xì để làm những cái mái vòm. Họ làm cái mái vòm ở cái sân Nhâm Thìn. Trên đường cũng rất nhiều các chú anh chị đang đi xuống khu vực cốc của thầy. Alo. Alo. Sao bé con bé đang ngủ chị? Ngủ. Ngủ à, nó dậy rồi. Chị ngồi ghế đầu kìa. Thiên. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của Dâu. Thì qua cái kênh của Dâu thì Dâu cũng bán một số những hàng nông sản. Thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho Dâu. Trên kênh của Dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi. Đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lân còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng ấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc ấy, trên tay Lâm này có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé, các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà, trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực. Đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ. Đó. Căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của Dâu và có mua hàng ủng hộ cho Dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của Dâu và đã mua hàng ủng hộ cho Dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.